ai cũng quý kính mình và sau đó là hướng đến giác ngộ và giải thoát. Đó là mục tiêu tối hậu của người con Phật. Quý vị sống sao? Cô không biết chứ nếu như mà sư cô mà ở trong chùa mà huynh đệ không thương, không quý, thầy tổ cũng ghét, Phật tử đến chùa cũng khó chịu, chắc cô sống không nổi quá. Cái này nói thiệt. Trước hết là mình thấy là huynh đệ, thậm chí là đệ tử của mình hoặc là sư đệ của mình, chưa nói đến cái chữ kính nha, chỉ cần quý thôi đó là mình cũng phải cần sống sao cho người ta quý, người ta thương rồi, chứ chưa nói đến người ta kính đó. Chứ còn sống sao mà ai cũng ghét, ai cũng không muốn gần là không phải con Phật rồi nha. Thì cho nên mình nghe cho nó kỹ. Cái bài kinh này là khi Đức Phật ngài Mục Kiền Liên nói bài kinh này là khi Đức Phật chưa chế giới. Quý vị biết là khi Đức Phật chưa chế giới, 13 năm đầu tiên trong tăng đoàn của Đức Phật là không chế giới. Tại sao ạ? Giai đoạn này toàn bộ là thánh tăng, gần như là thánh tăng, cho nên bậc thánh rồi thì có lao sao, có lộn xộn không? Cho nên là không có giới. Tuy vậy mà đó, ngài Mục Kiền Liên vẫn chỉ ra những cái khuyết điểm, những cái lỗi lầm của những thầy tỳ kheo đã là trong cái tăng đoàn rất thanh tịnh như vậy rồi mà vẫn có cái lỗi lầm.